Mình tiếp theo mình giới thiệu các bạn một ứng dụng khác kiếm tiền ở Việt Nam. Rồi ứng dụng Poisr. Đây là chương trình Poisr. Tích đi. Tôi quá. Chúng ta bắt đầu tải về nha. Ngã kìa. Ấn đầu gối làm gì? Đây, ơi, ơi, Bảo ơi, vào đây. Cẩn thận ngã này. Vâng, đây cài xong rồi các bạn à, nó hiện ra à, lúc ấy mình đã đăng ký tài khoản đây chúng ta cài đặt cái này vào thì được tạm không đặt. Ở đại tí. Xong rồi, chúng ta kiểm tra xem được tiền chưa. Đây là ứng dụng tiếp theo. Đây, chúng ta chơi được. Khi chúng ta cài đặt xong, nó sẽ hiển thị ra chúng ta một cái gọi là đăng ký, thì chúng ta chỉ cần nhập số điện thoại vào. Mình nhập lại số điện thoại cho các bạn xem. Thoát ra đây. Khi các bạn chia sẻ, thì phần này các bạn chia sẻ cho người khác. À, sao chép mã giới thiệu đây. Các bạn nhớ là đăng nhập mã giới thiệu này vào cho mình là GE7EWE. Các bạn nhớ nhập mã giới thiệu này vào cho mình nha. GE7EWE. Đây, bạn đã cài ứng dụng thành công, được cộng 300 đồng. Thì 300 đồng này cũng khá là quý nên anh em mình cứ càng nhiều thì sẽ được nhiều tiền. Giới tính thì ai cho làm đi. Rồi. 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 Rồi
kích vào thì mình nhận được 20 đồng cho 90. Ok, là 20 đồng quá. Đây là ứng dụng của điểm. Đây mình lưu ý các bạn dùng các ứng dụng này tải về và được nhận tiền như sau. Chú ý các bạn chỉ nên nhận điểm một lần cho mỗi lần tải ứng dụng. Nếu ứng dụng đó được cài đặt trong máy bạn trước đây, bạn sẽ không được nhận điểm. Một vài ứng dụng yêu cầu bạn chơi phải hoàn toàn một số nhiệm vụ nhất định hoặc chơi một thời gian nhất định được cộng điểm. Vui lòng đọc kỹ yêu cầu của nhiệm vụ khi tải ứng dụng. Điểm có thể được chuyển sang ngay và 30 phút đến 1 giờ. Bạn kiên nhẫn chút nhé nhé. Nghĩa là khi mình cài ứng dụng thì mình đợi thì nó sẽ chuyển tiền về đây. Đây mình được 300 đồng rồi. Thì cái nhiều thì mình được nhiều thôi. Đây là ứng dụng 800.000. Thì các bạn 8.000, các bạn cài lẻ ra là được nhận 8.000 luôn. Thôi, mình thì máy mình hơi cùi bắp nên mình chia sẻ thế. À đây là đổi thưởng ấy các bạn. Khi chúng ta được 20.000 thì chúng ta có thể đổi được sang thẻ Mobifone, Vinaphone, Vietnam Mobile và Airphone, Binline, Viettel. Đây. Các bạn sẽ đổi sang quà tùy theo ý của các bạn. Đây là các bạn chia sẻ mã cài đặt hoặc là tuyển. Đây là các cái mã mà các bạn chuyển cho người khác. Khi các bạn cài đặt mới thì các bạn nên nhập mã này của mình và thì các bạn sẽ được 200 điểm. Các bạn nên nhớ là được 200 điểm. Các bạn nhớ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ video cho các mọi người khác cùng đăng ký. Và nhớ đăng ký nick của mình. Rồi các bạn sẽ được cung cấp các video sau và các app sau. Các bạn sẽ dễ kiếm tiền hơn. Vâng, xin chào các bạn. Cái app này khi mới đầu vào các bạn nên nhớ là nó sẽ tạo ra một tài khoản cho các bạn. Các bạn lên nhập địa chỉ, nên nhập số điện thoại, đầu là đăng ký xong. Để mình thử thoát ra xem nào. Đây là được thoát rồi. Khổ thế đấy. Thoát được thì thôi. Nên chúng ta cứ cài đặt xong nhập số điện thoại vào. Tôi gửi một cái mã về là các bạn nhập vào xong. Xin chào các bạn.